Thưa quý vị và các bạn, lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là nhiệm vụ rất quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh Hưng Yên. Tại hội nghị thống nhất các nội dung lập quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức sáng nay, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh đã chỉ đạo rất quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Sau khi nghe các báo cáo, tóm tắt công tác lập quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tổng hợp nghiên cứu về kinh nghiệm và xu hướng phát triển của quốc tế và Việt Nam, đề xuất một số định hướng lớn cho sự phát triển của tỉnh Hưng Yên, hệ thống bản đồ hiện trạng, phương hướng quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các đại biểu đề nghị đơn vị tư vấn cần bổ sung về quy hoạch mạng lưới phát triển giao thông, phương án quy hoạch phát triển nông nghiệp và phát triển nông thôn, việc quy hoạch sử dụng đất trong phát triển công nghiệp, cũng như việc sử dụng đất tại một số địa phương chưa phù hợp cần điều chỉnh. Đặc biệt, việc xây dựng phương án tổ chức các hoạt động kinh tế xã hội, phát triển công nghiệp và quy hoạch hệ thống đô thị chưa cụ thể, chưa tương xứng với sự phát triển của tỉnh Hưng Yên trong tương lai. Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Văn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, quy hoạch tốt sẽ tạo tiền đề cho tỉnh phát triển, góp phần phát triển vùng thủ đô và đất nước. Khi được phê duyệt, quy hoạch tỉnh sẽ là cơ sở quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện thống nhất trong phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, hội nhập, đối ngoại, là căn cứ để hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch đầu tư và kiến tạo động lực phát triển sản xuất kinh doanh, an ninh xã hội. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê bình đơn vị chủ trì xây dựng quy hoạch tỉnh cũng như đơn vị liên doanh tư vấn lập quy hoạch tỉnh chậm bổ sung, hoàn thiện các nội dung lập quy hoạch. Việc xây dựng các phương án quy hoạch còn sơ sài, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế phát triển của tỉnh Hưng Yên. Thì vẫn là mấy chục tỷ, chưa ít đâu. Chứ làm việc mà không trách nhiệm, không tâm huyết, xong là để thời gian nó chậm trễ, nó cuống cuồng vào, thế là cuối cùng coi Hưng Yên là vơ vẻ và teo. Thế là như thế là tôi nói là tư vấn hôm nay là quá coi thường tỉnh Hưng Yên đấy. Và hai là với cái tác phong làm việc như thế này mà tôi không hoàn toàn không ưng ý một chút nào. Và làm việc nó phải dứt khoát, thời gian nó phải rõ ràng. Mai hai là anh bỏ làm được thì anh làm, mà không làm được thì thôi, bỏ đi, từ chối đi. Thế chúng tôi thuê đơn vị tư vấn khác để làm, chứ không đã đăng ký làm thì phải hết trách nhiệm. Thứ nhất là phải trách nhiệm, thứ hai phải toàn tâm, toàn ý, tâm huyết vào. Tôi biết là cái rất nhiều việc, 63 tỉnh thành, các anh hầu như là có mặt đủ 63 tỉnh thành. Nhưng nếu có thì anh phải thuê thêm người để anh làm, để đưa vào cho nó là cho đúng tiến độ. Bây giờ có mấy nhà tư vấn nước ngoài còn đang tài trợ bằng luôn bằng sản phẩm với cả tỉnh Hưng Yên. Nhưng tôi vì các anh vào rồi tôi phải chịu. Nhưng khả năng tới thì tới tôi cũng thuê một vài đồng chí nước ngoài phản biện. Để sao cho nó phù hợp, phản biện cái tư vấn của anh để trước khi tôi chỉnh chính phủ. Tôi cho nhờ tư vấn nước ngoài cho vào cho học. Vậy tôi bây giờ là các đồng chí tư vấn, ngay tôi là cá nhân đồng chí chủ tịch là tôi rất tôn trọng quy hoạch. Không tiếp nhận bất cứ một dự án nào. Vì tôi rất là tôn trọng, bởi vì là cái quy hoạch đẹp, tôi không có vội vã gì một vài tháng cả. Nên là tôi chờ quy hoạch xong, thì lúc đó trên cơ sở quy hoạch tỉnh xong thì tôi bắt đầu quy hoạch sử dụng đất xong. Thì lúc đó bắt đầu mới triển khai để tiếp nhận các dự án, thì nó tạo thành cái bộ quần áo đẹp. Đấy, không muốn được tiếp nhận trước, không như bộ quần áo rách. Đã tiếp nhận trước thì công ty vẫn buộc lại phải tích hợp. Mà tích hợp vào rồi thì cuối cùng là cái áo đang đẹp thành áo rách. Cái đó tôi rất là tôn trọng là tư vấn thiết kế, nên các anh phải lưu ý cái việc đó. Để sớm hoàn thiện hồ sơ quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình các bộ ngành trung ương thẩm định và chính phủ phê duyệt, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu đơn vị tư vấn phải cam kết thời gian hoàn thiện, tiếp thu bổ sung điều chỉnh các ý kiến đóng góp của các sở ngành để điều chỉnh cho phù hợp. Đồng chí yêu cầu các cấp các ngành và đơn vị tư vấn cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc nghiên cứu, tham mưu và chịu trách nhiệm toàn diện trong phạm vi chức trách, nhiệm vụ được giao, tập trung triển khai, phối hợp chặt chẽ để thực hiện từng nội dung công việc đảm bảo mục tiêu trong tháng 1 năm 2022, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch để trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua và đến tháng 2 năm 2022, tỉnh Hưng Yên trình chính phủ phê duyệt.